chào tất cả các bạn. Hôm nay mình mời các bạn cùng đi ăn cơm bò nướng cùng với mình tại xã Châu Phong của thành phố Châu Đốc nha. Quán mình không có để bảng nên khó kiếm, mà sáng em chạy tên gì anh? Quán Sáu Lụa hả? Để bảng là nhầm. Quán độc nhất vô nghĩ, quán không tên. Nãy ghé chạy hoài, chạy tới hoài thấy mấy quán nhỏ nhỏ đâu ghé đâu. Này có ướp gì không con, hay là mình để không? Bò tươi. À, bò tươi rồi mình nướng lên ha. Nguyên liệu tươi tại lò lấy vô. Này bò tươi nha các bạn, không có ướp gì hết trơn, rồi ăn với nước mắm. Chế bứa. Chế bứa ha. Tại sao?